Xin chào các bạn nhé. Sau 5 tháng mình xử lý cây hoa giấy tím Huế này để ra hoa chơi Tết. Trước Tết là 2 tháng. Hôm nay là cuối tháng 5 rồi. Mình xử lý cây hoa giấy này để cho nó ra hoa Tết này, nhưng mà cuối cùng Tết không có hoa. Và sau 5 tháng bây giờ nó mới bắt đầu có nụ để chuẩn bị ra hoa nhé. Đấy. Cây hoa giấy vị trí ban công rất là đẹp luôn, ngắm toàn cảnh thành phố. Đấy, hôm nay là 24 tháng 5 nhá, năm 2021. Cây hoa giấy này mình trồng chậu bé thôi để nó đỡ tốn diện tích ban công. Thế nhưng mà nó mình chăm sóc nó rất là đầy đủ. Bón phân rồi tưới nước. Tưới nước mình tưới ít thôi, nhưng ngày mình tưới 2 lần, buổi sáng và buổi chiều. Đó. Đấy, để các bạn xem ngắm thấy không? Đẹp không? Đây, mình sẽ tiến hành mở cửa ra nhá. Đấy, mở cửa ra quay. Thấy không? Úi, gió. Nó đẹp chưa? Đấy. Đây nha, nó bắt đầu ra nụ. Đây các bạn nhìn này, tủ này. Đấy. Nước sáng cho nên là quay không nét được. Bây giờ mình cho quay này, nụ này. Đó, thấy chưa? Nụ rất là nhiều rồi nhá. Hoa giấy tím Huế nha các bác nha. Hoa giấy tím Huế là bắt đầu nở vào mùa hè đấy nha. Hôm nay là cuối tháng 5, 26 tháng 5 đấy, tím Huế của nhà em sau khi xử lý đã có hoa nhá. Khi xử lý là đã ra hoa. Rất là nhiều hoa luôn. Tím Huế đến cả nhà nhá. Được.
Hoa giấy tím Huế này nó ưa lạnh cho nên là để mà nở vào được mùa hè là rất là khó. Thường nếu mà để tự nhiên thì nó chỉ nở vào cuối năm một lần, vào cuối năm. Nhưng nếu mà chúng ta theo kinh nghiệm của em thì em xử lý thì một năm nó ra hoa được 2 lần. Năm nay là đúng dịp tháng 5 như thế này thì sang tháng 6 là bắt đầu bung hoa đẹp. Và nó sẽ cuối năm sẽ được một lứa hoa, đúng lứa hoa Tết nữa. Rất là tuyệt vời luôn. Đây là cây hoa giấy ở ban công chung cư mình rất tâm đắc nhé, bởi vì nó vừa cho mát mà nó vừa cho hoa, hoa nhiều luôn. Một năm là 2 lứa hoa, một năm 2 lứa hoa cho nên rất là thích đấy. Giờ nó đang bắt đầu vào một vụ hoa mới nhá. Đầu hoa rất là nhiều. Đầu mầm để nhụy ra nhụy hoa rất là nhiều.